mình là Bảo Hân và hôm nay là vlog đầu vlog của một lần đi chơi của bọn mình. Hẹn các bạn 2 tiếng nữa ở Hạ Long nhé. Chưa các bạn ạ, thì như các bạn thấy là trên xe những cái thành phần này rất là nhiều, xuất hiện rất là nhiều. Say hi to the vlog guys. Bọn mình đã đến được trạm nghỉ chân cách Hạ Long khoảng còn 30 phút nữa thôi các bạn ạ. Thì bây giờ bọn mình sẽ vào mua kem nhé. Để Long Vũ này. What's up fam? What's up fam? Bọn mình đang ở đâu? Sắp trở thân đến Hạ Long rồi. Đấy, bây giờ team mình đang vào để mua kem đi vào. Đây là Tuấn Béo này, Tuấn Béo này, say hi. Đây là Tuấn Béo. Xin chào tất cả bạn nhé. Bảo. Bảo đồ môi. Đây là Phúc, Phúc ơi em đang cầm gì đấy? Xúc đi, xúc. Đây là Bảo Trương này. Đấy. Đây là đội trưởng Tấn Đế Hải Phòng nhé. Đấy, đây là Hân, đang thử xếp. Mua rồi, muốn chế. Xin mình ăn sập bò nhé. Mình ăn sập quá. Ăn nó, mình quên mất, không quay. Mình ăn cho các bạn xem, nhưng mà khá là ngon. Bây giờ đang là 1 giờ và mình sẽ di chuyển về homestay. Hẹn các bạn ở homestay nhé. Tại bọn mình đang ở biển rồi. Hôm nay hôm là buổi đầu tiên thì có mỗi mình Long Vũ này, Bảo Trương với cả chef mình đi biển thôi. Bọn kia chúng nó lười quá anh em ạ. Bây giờ bọn mình sẽ ra biển tắm biển khoảng 50 phút xong bọn mình sẽ lên tắm biển bơi. Mình đang có một chương trình ăn nhẹ trước khi bơi anh em ạ. Sáng rồi. Hai miếng phát hết bát bình. Để cho anh đúng rồi. Ngon. Nào để tôi test với. Nào đúc. Anh em, bánh giò. Fuck. Con này cay quá. Rồi anh em, sau mấy chục phút ngâm biển thì Tuấn Đạt Béo mệt rồi. Đòi lên tắm bể bơi anh em ạ. Chán lắm. Mới đi biển mới có mười mấy phút. Đấy, hai em kia thì chef Minh kia. Chef Minh thì mảnh xanh. Đấy. Dẫm phải mảnh xanh. Yeah. Phải đi về. Nên bọn tôi cũng phải đi về. Cho xem mình khử trùng. Bọn tôi sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. Bây giờ về tắm biển bơi, quay cho mọi người nhỉ. Chào các bạn ạ. Thì bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị cookie để Tuấn Đạt. Ui, hơi múc. Sao đây? Thì Tuấn Đạt đang chuẩn bị cookie. This is long hair. Say hi to the vlog, my guy. This is Hân. Mana. Của. Đúng rồi, đúng. Bọn mình đang chuẩn bị cook cho các anh homies để ăn đấy. Hai thằng chúa lười, mẹ kiếp, gọi thử thử. Kìa, bảo là thằng Vũ. Ôi, tí cho nó rửa bát sao đâu. Ở trên thì có mấy anh em đang ngủ. Bọn mình đã chuẩn bị xong tất cả tất đồ ăn. Nice. Đây là người đang chuẩn bị bát đũa. Chuẩn bị vào mình. Let's go. Chuẩn bị đến giờ ăn cơm này, lô bì ăn vặt. Nhớ hiểu nổi. Chán không? Không phải chán đâu. Chán lắm Bảo ơi. Quá chán. Đây là nồi lẩu thập cẩm của Vân Đạt, Chef Vinh, Bảo Trương, Long Vũ and me. Chef là nồi lẩu của bên mâm bên kia. Đá đâu nhỉ? Đá trong tủ.
chào tất cả các bạn. Đây là vlog một ngày đi chợ. Ra đây, cảm ơn của anh bây giờ. Thì nào là mái tóc siêu đỉnh này. Bây giờ điểm đến đầu tiên chỉ có là đi mua rau mà đội trưởng của ra đâu bị nhơ. Hôm nay chúng tôi ăn trong một chợ tỏi và nhiều thứ. Chúng tôi đang đi mua dưa leo, vừa mua xà lách. Đây là thành quả của chúng mình sau một tiếng đi chợ. Thật ra cho em cậu nghĩ. Cậu nghĩ bọn mình ra đi mua đá, chỉ ra lấy đá cho bọn mình. Tất cả các bạn, bọn mình đã mua xong rồi. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi về. Thương binh rồi các bạn ạ. Đi chợ xong hai đứa đang thương binh. Đúng rồi, một đứa thì đứt tay, một đứa cũng đứt tay. Cả hai đứa đứt tay, cùng một ngón luôn. Chào tất cả các bạn, đây là bữa ăn sáng của chúng tôi. Em làm cái mà kiểu hẹn xong rồi ôi mấy hả? Giờ không đến ấy. Xong rồi kiểu 10 giờ, 12 giờ, 13 giờ à, ừ. Xong rồi bọn nó đi xuống dần dần ấy. Không, phải bảo Trương ơi, bảo Trương 9 giờ là mọi người bắt đầu ăn sáng, mấy giờ ở Sương xuống vậy? À... Bây giờ là anh ngừng xuống là mai. Anh ngừng xuống là mai. À thế à? 2 hours later. Hiện tại đang là gần 12 giờ trưa. Bọn mình đang đi sơ chế con đĩa, đê con đĩa. Đây là con vậy. Con vậy. Đây là con Q của Tấn Long ở trong đó. Em tự nó kêu của tớ đang trong đó. Ủa vẩn. Sao nó trắng tinh cái nước cơ nhở? Eo cái này không phải cắt đi nhở? Kiểu em có chắc là em biết không? Có. Anh thấy em nhỏ nhiều hơn cả anh. Ôi cẩn thận vào tay kìa. Không sao đâu. Không sao đâu. Chắc lắm. Sợ đấy. Ôi bà. Có thêm dao mà. Dao kia cù lắm. Này. Ê, cái đống thịt à, ừ. Đây mà cho em biết làm không? Em có. Đấy rượt nó. Cô đấy nó rửa. Đây để rửa phát đấy. Bên tay Xuân Bảo và các khúc ban là bếp. Còn Long Vũ và Tân thì đang hát nhà thức tình. Xin chào tất cả các bạn. Đây là cảnh tôi mua kem chống nắng. Hoan đi cậu. Sao bảo mua làm gì? Đây là nhà tài trợ. Chào em. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi đâu? Chef Minh. Sun World. Chúng ta sẽ đi đâu năm tháng? Formal. Sun World. Formal. Let's go. Và bọn mình sẽ chuẩn bị đi công viên rồng. Chuyện trò bảo hiểm. Mình đến đây là để quản lý các anh em. Xin chào tất cả mọi người, bọn mình đã đến Sơn Vương rồi. Lần đầu tiên mình đến Sơn Vương. Đi thôi. Tân đang đi shopping một tí. Tân, cậu mua gì đấy? Quá chẩu, mình quá già cho mấy cái đồ trẻ con này. Chẩu quá, đi tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi mua vé nha mọi người. Di chuyển đi mua vé xong rồi hẹn các bạn ở bên trong. Bọn mình đang đi lấy vé. Năm tháng đây là khuôn mặt của người đã bị mất điện thoại vì rơi. Bọn mình đang phải xếp hàng để chờ lượt. Mắt em, mau đây cỏ. Bọn mình đang bước chân vào công viên rồng thôi các bạn ạ. Đây là con người sáng sớm dây điện thoại hỏng mẹ luôn. Bây giờ không biết đi lạc anh Thắng thì anh Thắng gọi cho anh em kiểu gì ạ? Nhớ sức ạ. Chán quá. Đây là Long Cao. À, thôi cả đấy cơm chó đéo quay đâu. Đây là Tuấn Đạt này. Tuấn Đạt béo nhất thế giới. Đây là mặt. Đây là Chef Min. Becky. Monkey. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra trò đầu tiên nhé. Mình sẽ review cho các bạn biết cái trò đấy là trò gì. Let's go. Xin chào tất cả mọi người, bọn mình đang đi mua kem. Và đây là kem của mình. Kem của mình bị bảo Trương ấy. Có muốn ăn không? Anh ạ, hiện tại có một trò chơi thách thức
các nhà vô địch Disco The Harmony anh em ở đây nhá. Thực ra mình đã chơi trò này rồi, mình ném 5 quả, cả 5 quả đều trượt. Anh em nào đủ vào link ném vào đã cho 50 quân. Anh em nào đủ vào link mất hết tiền rồi. Thấy không? Hiện tại thì bây giờ bọn mình đang di chuyển ra đi. Một trò chơi khá là tàu lượn hiểm. Siêu tốc nhanh, tàu lượn siêu tốc. Coming tối nào đã spoil mẹ cái trò ấy rồi. Nhưng mà thôi, let's go. Tôi vừa chơi xong anh em ạ, chơi xong cái trò siêu tốc mà đã cả mệt mệt phái trưởng. Ở đây có một thí sinh mất tàu lên. Anh cảm thấy nào khi đi cái tàu lượn siêu tốc này ạ? Mệt không? Và tôi sẽ đi one more time with our gang. Các bạn ơi, đây các anh của mình đang đi trên cái con tàu kia. Đây, chuẩn bị đây các bạn. Đấy hết. Đấy. Sợ lắm ý. Đi đâu rồi? À đây rồi. Bọn tôi vừa chơi xong lần 2 các bạn ạ. Kiểu siêu nóng ấy. Đây là Tuấn Đạt đây. Lâm Vũ đâu rồi nhỉ? Đi. Lâm Vũ đâu rồi? Lâm Vũ bị mất rồi, nhưng mà Tuấn Đạt với Lâm Vũ hình như chết đấy anh em ạ. Đi là Long Cao, bọn tôi vẫn sung sức không? Hân thì chắc chết rồi. Bọn tôi thể chơi lần nữa được nhưng mà... Đi là Lâm Vũ các bạn ạ. Lâm Vũ gục ngã rồi. Lâm Vũ chết rồi. Lâm Vũ không phải chơi thêm một trò gì nữa rồi. Bảo cái đấy nhà bảo. Đó là hay. Đó là mát. Mỗi tội là lúc mà đi xuống nóng lắm. Còn Phúc nhà Phúc. Ngồi cuối sóc vãi cả trường. Mẹ ngồi cuối như kiểu đập đầu vào ghế. Em ngồi đầu. Em ngồi nó chưa tiếp. Đi. Thôi. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra một trò tiếp theo nha các mọi người. Em mọi người trò tiếp theo. Các bạn ơi, các anh ý đang chơi cái trò này mà không biết là đang ở đâu. Không biết là đang ở đâu. Mình chờ bất chọn. Thực sự cái tàu này nó kiểu rất dài ấy. Không, nhưng mà các bạn nhìn cái đường ray ấy, nó đây, kiểu các nó bạn ơi. Bọn đó kia. Đây. Một vãng. Em mình ở dưới ấy, có ăn vỡ mồm không? Không. Đây. Ở trên kia là Phúc với cả Danh Đạt. Mày tạo cái tư thế gì đây? Phúc với Danh Đạt đang làm gì đây? Ui ôi. Đạt ơi, nhìn xuống đây này. Xem vào. Ê. Đây trời ơi. Ui. Đang đi đấy. Anh em ơi, cái này không lộn. Bọn mình đang ở biển nhá. Bây giờ tối ai rửa bát? Tối ai rửa bát? Đây, tối nào đây? Kêu! Tối ai rửa bát? Không mà kêu! Tối ai rửa bát? Trương Bảo rửa. Ai rửa bát? Nhớ bảo Trương. Trương Bảo. Bảo Trương ai rửa bát? Tì Phúc với cả Trương Bảo. Không. Đây là em đi. À. Ai rửa bát? Thôi rồi. Anh nào? Thằng Phúc thua rồi. Trương Bảo chạy. Phúc làm biết chữ không? Phúc mày biết cái gì đâu. A
few moments later. Trưa pack đồ để chuẩn bị 12 giờ check out. Thì trong cái chuyện này khá vui, anh em khá vui với nhau. Cho một kỷ niệm đáng nhớ. Giờ mình xuống mọi ăn sáng nhé. Đây hình ảnh. Đến villa chỉ để chơi bia. Bọn mình đang chuẩn bị đi về rồi. Ngày nay mình đã bị bẩn, mình đang cầm cái bim mình đi quá tí. Ú ơi. Xin chào ơi. Xin chào ơi. Tình hình là bọn tôi đang chuẩn bị về. Bọn danh đá đang làm cơ điện chấn. Mình đã vừa đến địa điểm cà phê đầu tiên. Đó chính là ở... Đây ở đâu nhỉ? Các anh em ngồi hết đấy. Đấy, đè khỉ, đè Tuấn Đạt, Hoàng Vũ, Chef. Em ngồi hết đấy. Đây kiểu có một cái view siêu chill ấy. Death for love. Đây các bạn ạ, thấy đồ nặng mà Lâm Vũ đi không thẳng được nữa luôn rồi. Lâm Vũ ơi, anh có ổn không? Anh có cần sự giúp đỡ không? Ừ thì anh đã ổn rồi. Anh muốn biết em đang thấy thế nào. Em hỏi. Bây giờ bọn mình đang di chuyển lên xe và đi về Hà Nội đây. Có lẽ anh chỉ là không biến đã tìm thấy em. Kết thúc chuyến đi Hà Long 3 days, 2 nights. Okay. Cloudy day. Peace. Đến bây giờ vlog của chúng mình sẽ kết thúc. Và... quay lại.